Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên xảy ra 46 vụ vi phạm pháp luật với 178 đối tượng trong độ tuổi thanh thiếu niên. Trong đó đã khởi tố 29 vụ với 12 bị can, xử lý hành chính 15 vụ, 5 đối tượng. Điển hình, Công an huyện Khoái Châu đã khởi tố 4 vụ án, Công an thành phố Hưng Yên khởi tố 2 vụ án, Công an huyện Văn Giang Tiên Lữ đều khởi tố 1 vụ án với tội danh cướp tài sản. Các đối tượng bị khởi tố đều ở độ tuổi từ 15 đến 17. Các đối tượng thường sử dụng hung khí tự chế hoặc vỏ chai thủy tinh, sử dụng xe mô tô đuổi đánh nhau trên các tuyến đường giao thông gây mất an ninh trật tự. Ngoài ra còn xuất hiện một số nhóm thanh niên ở tỉnh Thái Bình, Hà Nam sang địa bàn tỉnh Hưng Yên để giải quyết mâu thuẫn.